con Motowolf này hiện tại bên mình đang bán với giá là 800.000 đồng trên một bộ và được bảo hành 6 tháng. Thì bảo hành ở đây là bảo hành cho các bạn đó là đường chỉ và đường keo bên trong áo mưa. Đó, nếu mà các bạn đi mưa mà các bạn bị thấm nước tại vị trí nào đó thì các bạn sẽ mang qua bên mình sẽ bảo hành cho các bạn một cái bộ áo mưa khác. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại với Xe Ôm Shop, mình là Dương. Thì hôm nay mình sẽ review áo mưa nha. Thì trên tay mình đây là áo mưa Motowolf, bây giờ mình mở ra cho bạn xem về cái kết cấu cũng như cái hình dáng của áo mưa như thế nào ha. Đầu tiên là áo mưa nó sẽ được đựng trong một cái túi. Trong một cái túi như thế này, rất là gọn. Và áo mưa này rất là nhẹ nha bạn, rất là nhẹ. Rồi, đây là tổng quan của áo mưa Motowolf. Thì đầu tiên nó sẽ giống như những mẫu mưa khác là sẽ có bó tay nè, nước sẽ không vào được cái đường cổ tay này khi các bạn lái xe nè. Cái thứ hai là bó cánh tay. Thì cái phần bó cánh tay này á, mình nghĩ là các bạn không nên siết quá chặt nha, các bạn cứ để như bình thường là không có siết luôn, đừng ôm luôn, để cái phần khí trong đây nó thoáng, nó không bị nóng. Nếu các bạn bó sát quá thì các bạn di chuyển xa sẽ bị nóng. Tiếp theo đó là bó eo, đây là phần eo nè. Thì phần eo này cũng vậy luôn, các bạn nếu mà các bạn nào thích thẩm mỹ thì các bạn siết chặt vào. Còn như mình á thì mình sẽ để bình thường luôn. Tại vì khi mà các bạn bó chặt rồi cái áo mưa nó bó sát vào thân của các bạn á, là cái nhiệt cơ thể các bạn tỏa ra. Tại vì nó hồng nó nóng mà, thì khi mà gió nó luồn vào từ dưới bên đây lên nè, sẽ bị hạn chế, thì sẽ không có tỏa nhiệt được cái phần trong cơ thể của các bạn, nó sẽ bị nóng. Thì đó là cái trải nghiệm cá nhân của mình. Bên trong áo Motowolf sẽ có cho các bạn là lưới. Cái lưới này thì nhiều bạn sẽ nghĩ nó không có tác dụng, nhưng mà đối với mình là một người trải nghiệm rồi. Khi mà mình mặc chồng áo khoác vào trong áo mưa, cái nó rất là nóng, cực kỳ nóng các bạn. Mồ hôi mồ kê nó chảy ầm ầm luôn á. Thì lúc mà mình đi mưa, mình sẽ cởi khoác ra mặc áo mưa vô. Thì cái lưới này nó sẽ giúp cho các bạn đó là không bị dính da. Tại vì khi mình mặc áo khoác nè, đây là phần áo cột ngón, cái phần da này tiếp xúc với lại phần áo. Nếu mà không có lưới này thì cái áo này sẽ bị dính da, nó dính da mồ hôi ra, nó dính rất là khó chịu. Đó, mình xoay bình thường nè, cái phần lưới sẽ tiếp xúc với da của bạn và tránh cái phần áo ra. Đó là tác dụng của phần lưới. Rồi ở bên đây sẽ có cho bạn một túi nhỏ, nè. Thì cái túi này các bạn có thể đựng điện thoại hoặc là ví tiền hoặc chìa khóa gì đó. Tại vì nó nằm bên trong áo mưa nên cái việc nước vào là không thể rồi. Đây là phần túi, cái này rất là tiện nha. Thì những mẫu áo mưa khác rất ít thì dòng có. Rồi bây giờ mình sẽ cài lên nha. Rồi cài lên nè. Đây, khi mà các bạn kéo gài áo lên sẽ có thêm một cái lớp ở bên ngoài nữa. Thì cái lớp này thì các bạn sẽ giúp cho các bạn là cái khi bạn đi mưa nước nó tạt vào trực tiếp ở hướng trước, từ trước vào trong, thì cái phần này nó sẽ không thấm, tránh cái việc nước thấm vào trong cái phần dây kéo và nó thấm vào trong áo của bạn. Đây là tác dụng của phần này. Tiếp đến là nón. Thì nón thì theo mình sử dụng như là sử dụng bộ áo mưa trước của BV RZ04 là khi mà các bạn đi mưa thì nước sẽ không vào trong cổ được. Đó, nhưng mà khi các bạn đậu lại đèn xanh đèn đỏ, các bạn cúi xuống một cái, bạn dần cúi xuống nhẹ một cái thôi là nước từ trên nón á, nó có cái đường cong, nó xuống ngay cái phần cổ luôn. Xuống ngay phần áo là sẽ nhỏ giọt trong đây nè. Đó, thì cái phần áo Motowolf nó sẽ dễ hơn một phần. Nó sẽ tối ưu lại cho các bạn một phần là có nón. Đó, có nón này. Này cái nón nha. Thì cái nón này các bạn sẽ đội lên và đội chùm cái nón bảo hiểm luôn. Bây giờ mình sẽ đội thử cho bạn xem nè. Sẽ có hai phần dây kéo, bạn dán vào đây nè. Thường mình sẽ dán nhẹ thôi, các bạn đừng dán chặt nha, dán chặt thì nó hơi khó chịu. Dán nhẹ thôi. Sẽ có một phần dây kéo ở đây. Đó, dây kéo đây nè. Thì nó sẽ giữ cố định cái phần nón lại, nó sẽ tạo một cái vòng, nó không nước xong bị tạt vào. Bây giờ mình sẽ đội cái nón bảo hiểm cho bạn xem. Nóng quá chị ơi, em chịu hết nổi chị ơi. Rồi, khi mình thường đi tour sẽ đội nón như thế này. Đó, cái nón sẽ không dày. Cái nón này sẽ không dày bằng cái mẫu áo mưa T-Grain. Thì nó mềm, đâm ra nó sẽ đội nón bảo hiểm lên rất là dễ chịu. Đây, thường sẽ đội vậy nè. Đó. Rồi cài lại thôi. Thì nó sẽ được một cái như thế này là phần sau gáy của mình. Nó sẽ phủ phần sau gáy mình luôn. Khi mà bạn cúi xuống là nước nó sẽ không vào ở phần đây. Nó sẽ không vào ở phần cổ. Thì nó sẽ ok hơn là nhiều những cái mẫu áo mưa mà không có nón. Thì nếu mà chọn áo mưa thì các bạn nên chọn mẫu áo mưa nào mà có màu sáng. Màu sáng như thế này. Màu sáng đây màu xanh nè. Đi vào buổi tối thì nó được cái là cái ánh sáng đèn mà dạ vào cái áo này sẽ phản quang lên. Thay vì những cái điểm phản quang nhỏ thì nguyên cái áo này sẽ phản lên. Thì sẽ tạo một cái điểm chú ý khi các bạn đi đèo. Mình vừa rồi mình có đi một cái chuyến Đà Lạt lên trời lạnh thì mình vẫn lấy cái áo mưa này mình mặc chồng với áo khoác. là mình đi thì cái lượng gió, khí gió và khí lạnh á, nó sẽ không vào được trong người, là đi rất là thoải mái, đi cực kỳ thoải mái nha các bạn. Còn mà các bạn đi vùng nóng là thôi, xông hơi cấp độ cao luôn. Rồi tiếp đến là sẽ tới phần quần. Đây mình sẽ review phần quần với các bạn. Quần thì đa số quần áo mưa nào cũng như nhau thôi các bạn, đó là nó chỉ có một cái màu đen thôi, chỉ có một màu đen như thế này thôi. Và ở dưới đây nó sẽ có cho bạn thêm là một cái phần bó ống quần. Đây các bạn, bó ống quần nè. Đó. Đây phần bó ống quần là một miếng dán xé. Và cái phần này là phần phản quang luôn nha các bạn. Đây là phần phản quang luôn. Bây giờ sẽ bận thử với bạn xem. Mình mặc là mình sẽ sọt cái giày đây luôn, mình sẽ đưa cái giày luôn, đưa xuống, tại vì ống quần đây rất là rộng. Mình sẽ đưa cái giày vào trong luôn. Nhưng mà cái bộ áo mưa này là bộ áo mưa mình mượn để quay video, nên mình sẽ không thò vào trong nha các bạn, nó sẽ dơ. Rồi mình sẽ cởi giày ra. Đó. Rồi, cái đây là phần bó ống quần nè, mình sẽ bó lại. Các bạn bó ống quần thì các bạn kéo nó căng ra nè, các bạn ép vô như thế này, lấy tay ép vô thế này và gà lại cái mức thấp nhất đó. Đó, bên đây cũng vậy luôn, kéo ra, đưa tay vô nè, gà lại cái mức bên đây. Rồi các bạn mang giày vào. Đây là áo mưa nè, các bạn thấy không? Thì cái một cái phần lưu ý về phần quần là khi các bạn mua áo mưa, các bạn nên chọn size trước. Như mình đây, mình là 1m7, nặng 60 cân. Mình hiện tại nha, mình đang mặc size M. Thì bởi vì mình mặc size M sẽ vừa tay và chân luôn, là khi các bạn ngồi lên xe, khi ngồi lên xe cái phần chân bạn sẽ duỗi lên như thế này. Nhưng mà ống quần á, cái phần ống quần nó sẽ vẫn phủ xuống tới giày của các bạn. Đó là nó vừa chuẩn size. Thì nếu mà các bạn cùng size, cùng cân nặng với mình á, mà các bạn muốn đeo ba lô nữa thì các bạn nên chọn lớn hơn một size, đó là size L. Đó, size L sẽ giúp cho các bạn là các bạn đeo ba lô bên trong áo mưa được luôn. Thì mình đây mình thích gọn gàng, và ba lô mình thì ba lô chống nước rồi, mình đeo bên ngoài được, thì mình chọn cái size M là nó vừa với cái thân hình của mình luôn. Thì cái mẫu áo mưa Motowolf này sẽ thích hợp cho những bạn đó là đi trong phố và đi tour. Còn những bạn nào mà hay đi địa hình off-road nhiều á thì cái mẫu này sẽ không thích hợp đâu ha. Tại vì các bạn đi những cái địa hình đó là cây, thứ nhất là cây hoặc là va chạm nhiều á, thì cái vải này rất là mỏng, vải này mỏng lắm, thì nó va quẹt thì cái khả năng rách nó rất là cao. Thì cái mẫu này chỉ thích hợp cho các bạn đi phố và đi tour đường ngoài đây ha. Còn nếu các bạn đi đường rừng off-road nhiều thì bạn nên chọn của VV hoặc là của Bôn, hãng Bôn ha. Còn mà các bạn đi phố nên chọn của Motowolf và Tai Chi thì sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Thì áo mưa này hiện tại bên mình đang có hai màu, đó là màu đen và màu xanh neon. Thì màu đen thì sẽ đen hết và chừa những cái phản quang này thôi. Còn cá nhân mình thì thích màu xanh hơn. Màu xanh này đi nó sáng, ưu điểm của nó là sáng và an toàn. Thì áo mưa này cũng có một cái nhược điểm nha các bạn, đó là những cái màu nè, khi mà các bạn bị dơ là cái phần mà các bạn đi mưa về hay là đi những cái tour mà có bùn dính dơ áo á, mà các bạn không vệ sinh trong ngày hôm đó luôn á, thì nó dễ bị ám màu. Cái phần nhược điểm này mình cũng không thích lắm. Đa số những áo mưa màu sáng á, sẽ bị tình trạng như vậy, là sẽ bị dính cái vết dơ lên và nó sẽ bị ố. Đó, cái phần áo mưa này các bạn phải giữ kỹ ha. Là đi mưa về á, cá nhân mình khi mà đi mưa về là mình lấy vò nước mình xịt, lấy tay mình chà, mình mặc nguyên bội luôn, xịt nước lên lấy tay chà. Đó, cho nó ra những cái phần nước mưa nó dơ đi. Khi mà các bạn xịt á, bạn xả những cái tay áo này ra, bạn xịt nước ở đây luôn. Tại vì cái phần miếng dán xé này nè, nó giữ nước mưa lại và nó sẽ bị hôi. Thông thường các bạn bị hôi áo mưa và hôi quần á là do những phần dán xé này. Các bạn về nhà các bạn lột nó ra luôn, lột mấy phần này ra hết luôn. Đó, các bạn xịt nước vào xong các bạn để cho nó khô là ok. Thì có nhiều bạn nghĩ đó là những bộ áo mưa bội như thế này thông thường là mặc lên nó sẽ rất là bất tiện. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách là mặc áo mưa cực kỳ nhanh luôn. Thì các bạn nếu muốn mặc áo mưa nhanh, các bạn phải chuẩn bị trước và các bạn đóng vào trong cái túi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái việc muốn mặc nhanh hay không, tại tùy phục ở điểm này nè. Rồi đây là cái kinh nghiệm cá nhân của mình nè. Nếu mà các bạn muốn mặc áo mưa nhanh á, đầu tiên là khi mà các bạn xếp vào á, các bạn đừng có kéo cái khóa này lại, đừng có kéo khóa này lại nha. Các bạn chỉ xếp lại thôi. Cái hai miếng dán này các bạn dán lên mép này thôi. Đó là xong. Và những cái miếng dán bóp ở phần cổ tay á, bóp phần cánh tay á, các bạn xả lỏng ra, các bạn đưa về cái mức ban đầu thôi. Các bạn đừng có siết chặt, các bạn đừng có siết. Tại những cái phần này á, các bạn siết là nó nóng lắm, nóng cực kỳ luôn. Đó, các bạn thả lỏng. Thì cái phần đây cũng vậy. Cái phần dây này nè, các bạn có để cái nấc là nấc bình thường luôn. Các bạn đừng có bó sát như phần cổ tay. Để bình thường, các bạn để như thế này thôi. Còn phần quần, nếu mà các bạn muốn nhanh á, các bạn sẽ dán cái miếng này trước luôn. Dán hai miếng này trước nha. Nó sẽ vừa theo cái cỡ chân của bạn á, là khi các bạn mặc vô các bạn cởi giày ra một cái, bạn thò cái luôn, sau bạn mang giày lại thì nó nhanh hơn là các bạn mở ra rồi sọt giày vô xong dán lại thì nó rất là lâu. Đó, các bạn để giày trước chân mình luôn. Khi các bạn lôi từ trong túi ra thì các bạn cần xé rẹt thôi nè. Đó, các bạn mặc vô luôn thì nó cực kỳ nhanh. Đó, còn nếu mà các bạn kéo cái khóa lên rồi mở ra rồi xé ra rồi mặc vô thì nó tốn phải từ 2 đến 3 phút mới xong. Thì nếu mà các bạn mặc như cách của mình á, nó tốn chưa được 1 phút nữa là xong rồi. Thì mẫu áo mưa Motowolf này hiện tại bên mình đang bán với giá là 800.000 đồng trên một bộ và được bảo hành 6 tháng. Thì bảo hành ở đây là bảo hành cho các bạn đó là đường chỉ và đường keo bên trong áo mưa. Đó, nếu mà các bạn đi mưa mà các bạn bị thấm nước tại vị trí nào đó thì các bạn thể mang qua bên mình sẽ bảo hành cho bạn một cái bộ áo mưa khác. Đó, đó là bảo hành áo mưa đây chỉ có vậy thôi, đường chỉ và keo. Và có đủ cho các bạn cái size đó là size M nè, size L nè, XL, 2XL. Thì áo mưa Motowolf các bạn nên cân nhắc một xíu nha. Áo Motowolf thì cái size của áo mưa này nó sẽ rộng hơn những size những áo mưa khác. VV, Bôn hay Tai Chi đó sẽ rộng hơn một size. Cái là mình đây 1m7, 60kg mà chỉ mặc size M thôi là vừa vặn thế này rồi. Thì đối với các bạn có thể cân nhắc từ cái size của mình, lấy size mình làm chuẩn và tự tối ưu cho các bạn, hoặc là các bạn thể nhắn tin trực tiếp về fanpage của mình thì các bạn nói chiều cao, cân nặng thì mình sẽ tư vấn cho các bạn một cái size áo phù hợp ha. Đó là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay. Nếu các bạn có thắc mắc gì về bộ áo mưa này các bạn hãy comment bên dưới, mình sẽ đáp nha. Bye bye.